Hải Bình và Kiều Trâm xin phép được quay trở lại với phần tin Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ sắp thăm Việt Nam trong 2 ngày. Ngày 2 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo chuẩn bị thực hiện chuyến công du 5 nước, trong đó có Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 7. Trong chuyến thăm tới Hà Nội trong 2 ngày 8 và 9 tháng 7, người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ sẽ gặp các quan chức cao cấp của nhà nước Cộng sản Việt Nam để thảo luận về việc phi hạt nhân hóa chương trình hạt nhân của Triều Tiên một cách hoàn toàn, triệt để, có thể kiểm chứng cũng như các vấn đề song phương và khu vực khác. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7, Ngoại trưởng Pompeo sẽ tới Abu Dhabi gặp các nhà lãnh đạo của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE để thảo luận cách thức tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác song phương, thúc đẩy các ưu tiên chung về kinh tế và an ninh. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7, ông Pompeo sẽ tháp tùng Tổng thống Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tổ chức tại Brussels, Bỉ Quốc. Ban chỉ đạo đặc khu của Cộng sản Việt Nam sắp họp lần thứ hai. Thưa quý vị, sau gần một tháng, Văn phòng Chính phủ Cộng sản Việt Nam ra thông báo lùi thời hạn thông qua dự luật cho nước ngoài thuê đất làm đặc khu tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trong 99 năm, hay còn gọi tắt là luật đặc khu. Văn phòng Hà Nội đã vừa gửi thư cho các bộ ngành liên quan về việc chuẩn bị nội dung họp lần 2 để bàn bạc về luật đặc khu. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, từ ngày 6 tháng 6 đã lan truyền các lời kêu gọi biểu tình phản đối luật đặc khu vào ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 6. Và do đó, vào sáng sớm ngày 9 tháng 6, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo lùi thời hạn thông qua luật đặc khu đến kỳ họp kế tiếp. Cũng theo thông báo này, thời hạn thuê đất tối đa sẽ là 70 năm theo luật đất đai hiện hành. Vào ngày 17 tháng 6, lực lượng chức năng tại thành phố Sài Gòn tiến hành biện pháp bạo lực đối với bất kỳ ai mà họ cho là tham gia biểu tình. Một số người sau khi được thả cho biết họ đã bị cảnh sát hành hung một cách nặng nề. Thưa quý vị, Facebook rút Hoàng Sa, Trường Sa khỏi bản đồ Trung Cộng. Trước phản ứng của Việt Nam, đến chiều thứ Hai 2 tháng 7, bản đồ của Trung Cộng trên Facebook đã hoàn toàn không còn tên Hoàng Sa, Trường Sa nữa. Việc điều chỉnh này được thực hiện sau khi giới chức Việt Nam hôm Chủ nhật yêu cầu Facebook phải hành động ngay lập tức để sửa thông tin sai lệch trên bản đồ Trung Cộng liên quan đến chủ quyền hai quần đảo nói trên. Dù Hoàng Sa, Trường Sa đã được Facebook rút khỏi bản đồ Trung Quốc, hai quần đảo này lại không hiển thị trên bản đồ của Việt Nam. Cho tới chiều 3 tháng 7, tại phần công cụ quảng cáo của Facebook, nơi cộng đồng mạng tìm ra bản đồ sai của Trung Quốc, tên Hoàng Sa, Trường Sa vẫn chưa được bổ sung vào bản đồ Việt Nam. Cũng chưa thấy có yêu cầu công khai nào từ giới chức để Facebook phải đưa tên hai quần đảo nào vào bản đồ Việt Nam. Bản tin cộng đồng nối tiếp cho biết về lễ khai mạc trại họp Bạn Thế Giới Hướng Đạo Việt Nam. Trại họp Bạn Thế Giới Hướng Đạo Việt Nam Thẳng Tiến lần thứ 11 được tổ chức tại Camp Snyder, thành phố Haymarket của Virginia từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 với sự tham dự của trên 1.600 nam nữ hướng đạo sinh Việt Nam cùng với các anh chị trưởng, phụ huynh và thân hữu đến từ Việt Nam và khắp mọi người trên thế giới. Lễ khai mạc diễn ra vào sáng ngày thứ Sáu ngày 29 tháng 6 với tuần hành của 45 liên đoàn, tiếp theo là lễ trao quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ hướng đạo ca, tuyên đọc lời hứa của hướng đạo sinh và phút mặc niệm. Chủ đề của trại Thăng Tiến lần thứ 11 là giữ chặt mỗi giây, lập kỷ lục mới. Trại họp Bạn Thế Giới trở lại thủ đô Washington DC sau 20 năm. Năm 1998, tại Thăng Tiến lần thứ 11 cũng đã được tổ chức tại đây. Lửa trại đã kết thúc vào lúc 10 giờ tối. Chuyển sang phần tin đời sống. Thưa quý vị, đại lộ James Ellice chuyển thành rạp chiếu phim ngoài trời trong một đêm. Con đường nổi tiếng nhất ở Paris, đại lộ James Ellice đã được biến thành một rạp chiếu phim ngoài trời vào ngày Chủ nhật 1 tháng 7 vừa qua. Những hàng ghế xếp và màn hình được lắp đặt ở giữa đại lộ rợp bóng cây thường nhộn nhịp với người mua sắm và 1.700 người được chọn qua mỗi buổi bốc thăm may mắn được xem bộ phim cổ điển của Pháp, The Visitors. Phim kể về câu chuyện của một hiệp sĩ và đầy tớ của ông, những người tình cờ đi qua thời đại từ thời Trung Cổ đến cuối thế kỷ 20. Diễn viên người Pháp John Reynolds, người đóng vai hiệp sĩ đã xuất hiện cho buổi chiếu phim. Sự kiện này được tổ chức như một phần của liên hoan phim quốc gia cho phép mọi người đến rạp chiếu phim với mức giá vé được giảm 4 euro, thưa quý vị. Bản tin giải trí nối tiếp cho biết ca sĩ Angelo và Liam Payne đã thông báo chia tay. Ca sĩ người Angelo và Liam Payne đã thông báo về sự chia tay của họ trên truyền thông xã hội vào tối Chủ nhật ngày 1 tháng 7. Hai người đã thông báo trên Twitter và nói rằng họ mong muốn mọi người tôn trọng sự riêng tư của họ khi cả hai đang cùng cố gắng vượt qua giai đoạn này. Con trai của Cheryl và Liam được sinh vào năm ngoái ngày 22 tháng 3. Cặp đôi chênh lệch nhau đến 10 tuổi đã ở bên nhau trong 2 năm rưỡi vừa qua.
Họ gặp nhau lần đầu tiên trên chương trình Tài năng X Factor của Anh vào năm 2008, khi mà Cheryl là một huấn luyện viên và Liam là một ca sĩ chỉ mới 14 tuổi, trước khi tìm kiếm được sự nổi tiếng với ban nhạc nam One Direction. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối trong ngày hôm nay. Kiều Trâm và Hải Bình cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin trân trọng kính chào quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tin tức News at Night.